Đây là anh em chúng mình lần đầu tiên mà công phá khu vực Thị Nghè. Đây là tiệm bánh canh cua không có tên luôn. Đặc biệt là bánh canh cua, cái màu quá nhìn là quay lên rất đẹp. Bằng chạy vô giống như là xe là mối rạch lắm. Hôm nay là anh em chúng mình lần đầu tiên mà công phá khu vực Thị Nghè. Đây là tiệm bánh canh cua không có tên luôn, chỉ có treo cái bảng không thôi à. Nhưng mà nhìn thấy, dạ có tên không cô? Không có tên. Bánh canh cua vậy thôi à. Nhưng mà thấy cái ngồi lúc xốp mà chút xíu thôi vỉa hè, nhưng mà rất là đông nha. Bánh canh cua. Ồ. Đây qua đây coi cái nồi nước lèo đã lắm luôn. Bán sáng tới tối luôn hả chị? Hay là bán tới 7-8 giờ tối hả? Rồi cho tao là chị này trước đây đây nè. Nó không quậy không chị? Dạ, 3 người ăn mà chắc làm trước 2 tô nha chị. Trước 2 tô đây đi. Ủa, mình đây mình bán bao nhiêu năm rồi cô? Mấy chục năm hả cô? Một tô ít bánh đây à. Hai tô nước nhiều. Rồi, quậy luôn. Thôi cho đại đi, cô ấy đang bù quá, thôi cho nên chanh cho luôn. Rồi, thử trước nha. Rồi, phải làm một cái tấm thumbnail nữa. Nhìn cái đổ mồ hôi liền phải không? Khoan lấy cái củ hoàng đi, đưa ra đi. Đá nó nguội á. Rồi đây, ladies and gentlemen, làm một tấm thumbnail cho bá đạo nào. Người ta cũng sao đấy. Còn bánh canh cua kìa. Rồi, quý vị và các bạn thân mến. Thôi. tô Hoàng Đào đã ra cho nên mình phải ăn thiệt lẹ. Lâu lắm mới trở lại với bánh canh cua. Bánh canh cua Thị Nghè. Quá ngon quá. Nếu quán này chưa có bạn nào review thì phải. Đó. Đó, clear ra chút xíu để dễ làm việc nha. Mọi người thấy rồi. Thấy không nữa? Đó. Xỉu luôn. Ồ, ánh nắng, tia nắng bắt đầu rọi lên mắt, lên má em. Đặc biệt là bánh canh cua, cái màu quá nhìn là quay lên rất đẹp, chắc chắn luôn. Siêu đẹp, đúng không? Siêu đẹp. Rồi thông cảm nha, hôm nay đói quá. Nhìn là thấy mềm lắm rồi đó. Mình sẽ bóc luôn. Đó, đây. Lát bóc xong là ớt cay, lát là lên là biết. Ăn theo cách của Coloman. Bỏ thêm quẩy vô. Biết là mập nhưng phải chơi thôi. Không thể kiềm chế nổi. Cút. Giải cảm luôn. Quá. Ok anh. Ngon quá. Giò mềm. Trời ơi. Cho nó vô cái nước mắm này ngon lắm luôn á. Trời ơi. Tẩm nước mắm. Quý vị các bạn thân mến, hôm nay thì ba đại đò có mặt tại khu chợ Thị Nghè, tranh thủ giới thiệu với mọi người một cái quán ở Thị Nghè mình cũng chưa bao giờ không phá Thị Nghè hết. Và đây là quán bánh canh cua không có tên luôn, chỉ để chị bán bánh canh cua, nằm ở số 35 đường Phan Văn Hưng, chạy từ ngoài vào rất cách chợ Thị Nghè đúng một con hẻm rồi. Xuất sắc, chỉ có thể dùng một từ. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị các bạn nhé.